Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 5 tác phẩm Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu của tác giả Hoàng Minh Tường. Đây cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện rất hay và nhiều ý nghĩa của tác giả Hoàng Minh Tường. Luận về sự đa thê. Tôi có ý định viết hẳn một bộ Vợ Bé Liệt truyện để hầu bạn đọc, vì thực tế sinh động và phong phú vô cùng. Mấy chương đầu truyện chỉ là những dẫn chứng tàn mạn, những nét chấm phá trong một bức tranh toàn cảnh, nếu không nói là rộng lớn thì cũng đáng để chúng ta kinh ngạc. Ngay khi chương đầu tiên của thiên truyện này đến tay bạn đọc, người viết đã gặp không ít sự phiền hà. Tòa soạn báo Tiền Phong liên tiếp thông báo cho tác giả những cá nhân, những cơ quan tìm đến gặp để chất vấn đối thoại, nhằm làm rõ hơn việc anh X, cô Y, chị Z là ai, cơ quan mà tác giả nhắc đến có phải là công ty A, xí nghiệp B không. Rõ ràng tôi đang làm một chuyện rút dây động rừng. Ngay chiều hôm qua, một phụ nữ xinh đẹp nhờ một người bạn tôi tìm đến tận nơi tôi làm việc. Chị tự giới thiệu qua về mình và bảo rằng khi phần 1 của Những Cô Vợ Bé ra mắt bạn đọc, cơ quan chồng chị lập tức cử người đến gặp chị ngay. Họ cứ bảo rằng chính em đã cung cấp tư liệu cho anh viết. Chả là mấy năm trước em có đến gặp tổ chức, cơ quan chồng em để nhờ họ can thiệp giúp chuyện gia đình. Vậy thì bài của tôi có phương hại gì đến gia đình cô không? Tôi ái ngại như chính mình có lỗi. Bây giờ thì không, mọi chuyện ổn rồi. Nhưng năm ngoái năm kia thì căng thẳng lắm anh ạ. Mà không chỉ riêng em đâu, em biết khá nhiều người có hoàn cảnh tương tự như em. Các ông chồng bây giờ nhiều vị hư lắm. Họ cứ lấy cớ là kiếm bạn để làm ăn, nhưng phụ nữ chúng em đều đi guốc trong bụng họ. Tôi yên lặng ngồi nghe chị kể về một loạt các ông chồng đã từng có thê thiếp mà chị biết rất rõ. Và tôi giật mình. Hóa ra những điều tôi biết mới chỉ là một phần rất nhỏ. Đa thê là một thực tiễn khách quan, một hiện tượng mà chúng ta không thể né tránh. Thực ra lịch sử của đa thê có từ khi bắt đầu hình thành xã hội loài người. Chế độ quần hôn, chế độ phụ hệ thực chất là chế độ đa thê. Vũ trụ có âm dương, con người có nam và nữ, đó là hai mặt đối lập trong một tổng thể thống nhất. Có nhà triết học đã khái quát, bản chất của đàn ông là chinh phục, bản chất của đàn bà là gìn giữ. Không biết có phải như vậy không? Riêng tôi cho rằng luận điểm này chỉ có giá trị lịch sử. Nó đúng trong những thời đại mà người phụ nữ chưa biết tham gia vào các hoạt động xã hội, chưa giành lấy quyền bình đẳng như trong thời đại chúng ta. Nhưng lại phải thừa nhận rằng giới tính là yếu tố cơ bản phân biệt giữa thế giới đàn ông và đàn bà. Đàn ông thuộc dương, đàn bà thuộc âm. Đàn ông thuộc phái mạnh, đàn bà thuộc phái yếu. Lợi dụng triệt để sự khác biệt này, ý thức hệ phong kiến đã tự đặt ra những luật lệ, những quy phạm đạo đức khuyến khích giới đàn ông được phóng túng buông thả, nhưng lại kìm hãm và ức chế tự do của đàn bà. Với đàn ông, thì trai vô tiểu như cờ vô phong, làm trai cho đáng thân trai. Phú xuân cũng trải, đồng nai cũng từng. Và ghê hơn nữa, làm trai năm thê bảy tiếp. Nhưng với đàn bà thì gái chính chuyên chỉ có một chồng, rồi kìm kẹp và thắt buộc hơn nữa là đạo tứ đức tam tòng. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cho nên chế độ đa thê Việt Nam tồn tại hàng nghìn năm, vùi dập bao nhiêu thân phận đàn bà. Cho nên bà chúa Tơ Nôm Hồ Xuân Hương mới bất hủ ngay cả khi bà ném ra những lời rủa cay độc. Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Trở lại câu chuyện với người phụ nữ xinh đẹp đến gặp tôi hôm qua. Nghe chị kể về hoàn cảnh gia đình chị, một gia đình có thể nói là khá lý tưởng. Hai vợ chồng đều làm trong những cơ quan nhà nước có thu nhập cao, một ngôi biệt thự 6 phòng, hai đứa con ngoan ngoãn, xinh xẻo, hai chiếc cúp, một chiếc ô tô con. Còn chị ngót 40 nhưng vẫn còn giữ được vẻ đẹp quyến rũ. Tôi nói, vậy thì duyên cớ gì mà anh ấy đã suýt một lần tuột khỏi tay chị? Em nghĩ chẳng có duyên cớ gì cả ngoài sự tham lam của đàn ông. Chị nói ngay không cần suy nghĩ, 90% đàn ông đều thích của lạ, đời sống càng dư dật, càng có nhiều tiền, họ càng muốn đi chinh phục. Anh cứ đi điều tra mà xem, khách của những khách sạn, nhà hàng có tươi mát là những ai. Những năm trước, do chế độ quản lý kỷ luật của chúng ta chặt chẽ, nên đã hạn chế được rất nhiều các cuộc tình vụng trộm. Bây giờ, chẳng có ai quản lý ai cả, tự do mở cửa thoáng quá, đến nhiều vị cũng quá đà. Chung quy, chỉ thiệt phụ nữ chúng em. Đến gặp tổ chức cơ quan báo cáo, nhờ can thiệp thì bảo họ, chúng tôi chỉ quản lý công việc chứ không quản lý con người. Rằng chuyện gia đình anh chị là chuyện riêng tư, chúng tôi không có quyền can thiệp. Anh bảo như thế thì chúng em còn biết nhờ ai? Phụ nữ chúng em làm sao mà giữ được các ông chồng? Tôi thì lại ủng hộ sự cởi mở trong các mối quan hệ bây giờ. Tôi nói, đã qua rồi cái thời kỳ cơ quan tổ chức can thiệp vào đời tư của các công dân. Vậy anh viết đa thê để làm gì? Để cổ vũ và khuyến khích hiện tượng này chăng? Em xin nhắc anh rằng, muốn có đa thê phải có bổ bịch. Bổ bịch là nguyên cớ ban đầu để dẫn đến đa thê. Một cặp vợ chồng ở cơ quan em sống với nhau khá hạnh phúc. Anh chồng rất yêu cô vợ, nhưng anh ta đã đi cặp bồ với một cô gái khác. Anh ta nghĩ đơn giản chỉ là chơi bời vui vẻ thêm thôi. Nhưng cô bồ này thì lại có ý đồ. Cô ta bẫy anh ta để có con. Thế là anh ta buộc phải ly dị vợ.
một gia đình tan vỡ như vậy đấy, anh nghĩ sao? Câu hỏi thật khó trả lời, nhưng tôi cảm ơn chị vì sự phát hiện lý thú. Phong trào bồ bịch càng lan tràn thì hiện tượng tan vỡ các gia đình, hiện tượng đa thê càng có cơ phát triển. Một nhà xã hội học Liên Xô trước đây hình như đã khái quát rất đúng tính chất các gia đình thời hiện đại của chúng ta. Các gia đình ngày nay đều hạnh phúc hơn lên, nhưng tính bền vững của nó lại có vẻ kém đi. Tôi nhớ mãi câu chuyện về những người phụ nữ thành Troa trong thiên anh hùng ca Iliad Odyssey của Homer. Quân địch vây hãm thành Troa hàng tháng trời. Cho đến khi đối phương lương cùng lực kiệt, họ mới bắt loa loan báo vào thành. Thà cho tất cả đàn bà con gái, mỗi người ra khỏi thành, được mang theo một bảo vật quý nhất. Và thật kỳ lạ đến mức kẻ chiến thắng không thể ngờ, mỗi người đàn bà thành Troa đi ra, trên vai đều mang theo một người đàn ông của mình. Hóa ra cái quý nhất của mỗi người đàn bà là một người đàn ông. Những người đàn bà có chồng tất nhiên là hạnh phúc rồi. Thế còn những người đàn bà lỡ giờ hầm hiu, chẳng lẽ họ không có quyền sở hữu riêng một người đàn ông của họ sao? Những em, những sen, những ca lờ mà tôi đã giới thiệu với bạn, chẳng lẽ không có quyền có một người chồng ư? Ngay như cả nữ sĩ tài danh Hồ Xuân Hương biết rằng chồng chung kia có ai nhường cho ai, mà sao bà cũng hai ba lần đi làm lễ mọn. Có một nhà địa lý học nói với tôi rằng trên thế giới ở bất cứ nước nào, dân tộc nào, tỷ lệ sinh tự nhiên giữa đàn bà và đàn ông bao giờ cũng là tỷ lệ 51/49 hoặc 52/48, nghĩa là tỷ lệ nữ bao giờ cũng nhiều hơn nam. Ấy là chưa kể những cuộc chiến tranh, hàng triệu người đàn ông hy sinh khiến biết bao nhiêu người đàn bà trở thành đơn chiếc. Ở nước ta, những nông trường sông bôi mà hàng trăm cô gái thiếu vắng đàn ông là một thực tế không thể chối cãi. Chúng ta nghĩ gì về họ, hỡi những kẻ đắp chăn bông? Tất nhiên, chúng ta không thể và quyết không khuyến khích những người đàn bà hăng hái và tự nguyện làm lễ mọn. Dù không cố ý, nhưng chính họ sớm muộn cũng làm tan vỡ một gia đình. Chỉ mong sớm những người đàn bà hầm hiu lỡ giờ, hãy bình tâm, hãy chín chắn, hãy cố tìm kiếm và chờ đợi, đừng đắp chung và giành giật chăn bông của ai. Nhân đây xin tặng bạn đọc một câu thơ rất hay của nhà thơ Giao Bàn Tài Đoàn. Con gái thời nay không sợ ế, cây cong khối kẻ lấy rào vườn. Hoặc nói như nhà thơ Nga Evtushenko, không có ai tẻ nhạt ở trên đời, hãy cứ sống với lương tâm và đạo lý, chúng ta sẽ không sợ tẻ nhạt. Và một điều này có lẽ cũng không thừa, những anh chàng Sở Khanh còn sống lâu hơn cả những chàng Kim Trọng. Tất cả thế giới đàn bà đừng nên quá tự tin, hãy phải biết cảnh giác với tất cả những gã Sở Khanh. Làm vợ nhà văn sướng hay khổ? 1. Lấy vợ cho chồng. Cụ bà Hà Kim Minh, vợ cố nhà văn Lan Khai, năm nay đã 82 tuổi, nhưng trí nhớ vẫn còn khá minh mẫn, thông tuệ. Chuyến đi công tác tuyên quang, chúng tôi có may mắn được gặp cụ tại nhà anh Lan Diệp, con trai út của cụ. Câu chuyện của cụ Kim về nhà văn Lan Khai và các bạn văn chương của ông thời kỳ những năm 1930-1946 là những hồi ức sống động, quý giá về đời văn, nghề văn và thân phận của một lớp văn nghệ sĩ trước cách mạng. Trong ký ức của cụ, dường như vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn một nét chân dung của Tản Đà, một hình dáng của Vũ Trọng Phụng, của Ngô Tất Tố, của Nam Cao, và đặc biệt là hình ảnh không thể phai mờ về Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Trần Huyền Trân, Tô Hoài. Phải yêu mến văn chương lắm, quý mến sự nghiệp của chồng và những người bạn văn của chồng lắm mới lưu giữ được những kỷ niệm lâu bền đến như vậy. Câu chuyện mà chúng tôi đã ghi lại qua hai cuốn băng ghi âm, ngoài những nét chân dung của những nhà văn kể trên, xin được giới thiệu sau, là hình ảnh có tính chất cổ điển của một người phụ nữ Việt Nam thờ phụng sự nghiệp văn chương của chồng, hạnh phúc về sự nghiệp ấy và cũng đau khổ gian truân về sự nghiệp ấy. Khoảng năm 1924, khi Lan Khai 19 tuổi, ông từ thị xã Tuyên Quang về Hà Nội theo học tại trường Bưởi. Đây là thời kỳ nhà văn tương lai tạm biệt cái thị xã miền núi heo hút để hòa nhập với môi trường văn minh, trau dồi kiến thức và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Khóa học chuẩn bị kết thúc thì nổ ra cuộc bãi khóa của học sinh trường Bưởi. Lan Khai là một trong những người tham gia tích cực cuộc bãi khóa này. Ông bị nhà trường thực dân đuổi học. Có người con gái Thành Tuyên, vừa 19 tuổi, con một gia đình nho giáo, đã được ông cụ thân sinh của Lan Khai ướm hỏi sẵn, đó là Hà Minh Kim. Hồi ấy tôi vẫn còn bé lắm chú ạ, chẳng biết gì đâu. Cụ Hà Minh Kim nhớ lại. Thầy mẹ tôi bảo thì tôi phải nghe lời. Lấy nhà tôi được một tuần, thì một buổi tối anh ấy mới thú nhận rằng trong thời gian ở Hà Nội, anh ấy đã chót đi lại với một người. Ai? Người thế nào? Ở đâu? Tôi chưa biết ghen, nhưng mà tôi sừng sốt chú ạ. Và lại mình cũng tò mò nữa. Từ thuở bé mình chưa ra khỏi cầu móc rằng, nghe nói con gái Hà Nội đẹp lắm, cũng muốn nhìn mặt xem sao. Thế là tôi bàn với nhà tôi xuống đón cô ấy lên.
Người ấy tên là Duyên, con một gia đình theo đạo. Ban đầu bố mẹ chồng tôi không đồng ý vì người ấy khác đạo. Bố mẹ đã mất, lại không được cưới xin đàng hoàng. Tôi thưa với bố mẹ hai bên, xin cho cô ấy ở lại làm bạn. Không có ai làm vợ cả vợ lẽ, cứ gọi nhau bằng tên riêng. Sau đó ít lâu, nhà tôi và bà Duyên lại đưa nhau về Hà Nội theo học trường cao đẳng mỹ thuật. Học được hơn một năm, các thầy giáo ở trường mỹ thuật bảo anh tham gia bãi khóa ở trường 10. Có học, họ cũng không cho đỗ đâu. Nhà tôi chán nản, bỏ Hà Nội cùng bà Duyên về Tuyên Quang. Chúng tôi mua mấy mẫu ruộng ở trong Linh Sơn. Nhà tôi vừa làm ruộng, vừa dạy học, dịch sách, viết văn. Thời kỳ này bà Duyên sinh cháu Lan Hương, con trai cả của chúng tôi. Cháu Lan Hương được hơn một tuổi thì bà Duyên bị bệnh phong thấp nhập cốt, phải nằm liệt. Kế đến tôi sinh cháu Lan Phương. Hai anh em bú chung một mẹ. Bà Duyên nằm bất động hàng tháng trời, thịt thâm thối. Bố chồng tôi bốc thuốc, đích thân tôi phải tẩy rửa, dán cao, chăm sóc hàng ngày. Hơn một năm sau thì bà Duyên lành lại, chống gậy tập đi được. Nhưng một bên chân thành tật, phải đi cả nhắc. Thời kỳ này rõ cơ khổ chú ạ. Từ trang thì hồi nhà tôi với bà Duyên về học trường mỹ thuật tôi đã đưa cho tiêu hết mất rồi. Xin tiền bố mẹ nhiều quá cũng sợ. Có khi tôi phải về nhà ăn cắp tiền để mua sữa cho các cháu. Nhưng sống ở Linh Sơn cũng không yên ổn. Có anh phán thượng đi lính Lê Dương Pháp về làm thông phán ở tòa xứ, gây cớ cướp ruộng, lại bán tài sản đi mà chạy kiện. Chán quá, nhà tôi bỏ lại ruộng, mang hết cả vợ con về Hà Nội. Đó là thời kỳ Lan Khai dấn thân vào nghiệp văn chương. Bảo trợ cho sự nghiệp văn chương của ông là nhà xuất bản Tân Dân, mà chủ nhà in kiêm chủ nhà xuất bản là ông Vũ Đình Long, một mạnh thường quân của các văn nghệ sĩ thời bấy giờ. Nhà in và nhà xuất bản Tân Dân thành lập năm 1930 tại số nhà 93 Hàng Bông, Hà Nội. Ngay sau khi thành lập, Tân Dân đã thu hút được một loạt các nhà văn tên tuổi thời bấy giờ, các nhà nho bút lông, có cụ Bảng Mai Đăng Đệ, cụ Cử Phan Kế Bính, Sở Bảo Doãn Kế Thiện, Nhượng Tống, Nguyễn Can Mộng, Tàn Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Trúc Khê Ngô Văn Triện, Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Triệu Luật, Phan Trần Trúc, các nhà văn bút sắt có Lan Khai, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Như Phong, Tề Chùa, Lê Văn Trương, Phùng Tất Đắc, Thâm Tâm, Lưu Trọng Lư, Trần Huyền Trân, Ngọc Giao, Vũ Bằng. Ngoài các sách xuất bản, Tân Dân còn cho ra đời tạp chí Tao Đàn, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Phổ Thông Bán Nguyệt San. Lan Khai là một trong những cây bút của các báo và tạp chí này. Tiểu thuyết Lầm Than viết về những người thợ mỏ than Xuân Hòa, Tuyên Quang, nơi ông sinh trưởng. Các tiểu thuyết phong tục và lịch sử về miền núi, đường rừng, Hồng Thầu, Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm, Đỉnh Non Thần, vân vân, hầu hết được ông viết trong thời kỳ này. 6 năm gia đình tôi về sống ở số nhà 26 Châu Long, Hà Nội, là 6 năm nhà tôi dồn hết tâm sức cho văn chương. Cụ bà Hà Minh Kim kể tiếp, thời kỳ này tôi sinh tiếp hai cháu Lan Hoa và Lan Điệp, ba vợ chồng, bốn đứa con với một cô em gái ở trong một căn nhà chừng 20 m². Tôi và bà Duyên lo cơm nước và khâu thuê đan mướn thêm, còn tất cả mọi chi phí cho gia đình đều trông cậy vào cây bút của nhà tôi. Nghĩ nghề cầm bút lúc ấy cũng cực lắm chú ạ. Muốn viết về người nghèo nhưng không dám viết hết ý tưởng của mình. Cuốn Lầm Than của nhà tôi viết trong gần một tháng. Lần gặp anh Vũ Trọng Phụng đầu tiên, anh ấy ôm chầm lấy nhà tôi và bảo, trông nho nhã thế này mà lại lầm than à? Nhà tôi bảo, còn anh, người tử tế thanh cao mà cũng đi làm lỵ ư? Thế đấy, chỉ cần gặp nhau một lần là thắm thiết. Căn nhà phố Châu Long của chúng tôi trở thành nơi tụ họp của hầu hết những người bạn viết. Ai viết được cuốn sách gì, có dự định gì đều kể cho nhau nghe, được bạn bè khích lệ và cũng mong kiếm đủ tiền sinh sống. Nhà tôi nhận hợp đồng viết thuê cho ông Vũ Đình Long, mỗi tháng một cuốn sách, 100 trang. Đang ăn, nghĩ ra một ý gì hay cũng bỏ cơm mà viết. Nửa đêm vùng dậy ngồi viết một mạch tới sáng. Có lần nhà tôi bị suyễn nặng, không ngồi viết được. Không viết tức là đói, vì mỗi trang ông Vũ Đình Long trả cho 8 hào, 100 trang là 80. 8 người một tháng trông vào 80, không có thì treo niêu. Cực quá, nhà tôi nằm nghĩ rồi đọc cho tôi chép. Tôi thương nhà tôi, nghĩ nhà văn như con tằm rút ruột, càng nghĩ nhiều thì càng tổn thọ. Thế nên tôi mới chép thư ra cho đủ 100 trang. Ai ngờ tháng ấy nhà xuất bản thấy chữ to và thưa, họ mới đếm chữ lại, chỉ được có 60 trang. Thế là tháng ấy đói. Đấy chú ạ. Còn nhiều fan cơ hàn nữa kia. Có lần túng bấn quá, anh Trung Ngọc đến rủ tôi đi đóng kịch. Thế là tôi cũng liều. Tôi đóng vai bà mối trong vở kịch Đồng Bệnh của Khái Hưng do ban kịch Hà Nội trình diễn ở nhà hát lớn. Rồi đi trại hàng sách, đi nhận quần áo cũ về khâu. Chua chát lắm chú ạ. Không có nghề gì không làm. Cay cực nhất là cái năm tôi chừa cháu Lan Diệp. Vụ kiện về ruộng đất của tay phán thưởng cứ giằng dai. Tôi suýt đẻ cháu Lan Diệp trong tòa án. Đẻ cháu được 7 ngày thì có điện bà mẹ ốm nặng.
hai vợ chồng không có tiền để cho các con về, nhà tôi phải chọn trong tủ sách lấy một vài cuốn sách mang bán, vừa ngồi chọn sách cho vào chiếc bồ, vừa chảy nước mắt. Vợ chồng con cái về đến Tuyên Quang gần một tháng thì mẹ chồng tôi mất. Để có tiền lo đám tang cho mẹ, nhà tôi phải bán đứt bản quyền cho nhà Tân Dân 9 quyển sách. Những cực nhọc này trong cuốn Mực Mài Nước Mắt, nhà tôi có viết cả. Ôi, cuốn Mực Mài Nước Mắt, cuốn sách tự truyện của Lan Khai, tiếc rằng các thế hệ hậu sinh ít người được đọc. Viết văn mà lao lực còn hơn cày ruộng, đến bất kiệt trí não mình để kiếm sống như thế. Nhưng đã có ai trong thế hệ nhà văn nhà thơ thủ ấy thoát khỏi cảnh bần hàn? Riêng của bà Hà Minh Kim, gia tài hơn 40 tác phẩm của cố nhà văn Lan Khai dường như không để lại cho cụ một giá trị vật gì. Cụ chỉ có một gia tài tinh thần đẹp đẽ và sự nghiệp của chồng. Gia tài ấy đã giúp cụ nuôi dạy 4 người con trai trưởng thành, đã cống hiến cho Tổ quốc người con trai cả Lan Hương trong cuộc tiễu phì ở Hà Giang năm 1951, đã sống đầy tình nghĩa với bà Duyên, người bạn gái của mình suốt 55 năm. Năm 1982, bà Duyên mất trên tay tôi, thọ 73 tuổi. Cụ bà Hà Minh Kim nói vậy. 2. Những người bạn văn chương. Có một thời, hầu hết các nhà văn sinh trường ở các tỉnh quê muốn lập nghiệp đều phải tìm về Hà Nội. Hà Nội trở thành nơi gặp gỡ của các tao nhân bạc khách, nơi xuất hiện các trường phái học thuật. 6 năm, vợ chồng nhà văn Lan Khai ở số nhà 26 Châu Long là thời kỳ ông có điều kiện gặp gỡ nhiều nhất những người bạn văn chương. Hầu như cả một đội ngũ cộng tác viên hùng hậu, cả bút lông và bút sắt của nhóm tiểu thuyết thứ 7 và nhà xuất bản Tân Dân đã tụ hội ở đấy. Họ trở thành những đối thủ đáng giá nhất của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Và mặc nhiên, từ hai nhóm đã hình thành hai khuynh hướng nghệ thuật, cổ điển và cách tân, hiện thực và lãng mạn. Trong số các nhà văn thân thiết với gia đình Lan Khai, Tàn Đàn là người cao niên nhất. Ông hơn các nhà văn trẻ đương thời đến 20 tuổi, nhưng hầu như ít có sự cách biệt về tuổi tác văn chương. Cô bà Hà Minh Kim, vợ cố nhà văn Lan Khai nhớ lại. Các nhà văn nhà thơ, các họa sĩ thời ấy yêu quý nhà tôi lắm, gặp nhau là nói chuyện văn chương. Vui nhất là khi ai đó vừa in một bài báo một cuốn sách, chẳng có bia bọt khách sạn như bây giờ đâu, thường là mấy củ lạc, vài chén rượu, vừa ngâm nga vừa đàm đạo tranh luận, hứng thú quá thì rủ nhau xuống xóm cô đầu. Với các bậc cao tuổi thì tôi không dám ngồi, chỉ ra chào, rồi bảo bà Duyên và các con vào nhà trong để cho nhà tôi nói chuyện. Với những người cùng tuổi hoặc ít tuổi hơn, tôi mới dám tỏ thái độ thân mật, gần gũi nhất là các anh Lưu Trọng Lư, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là chú Nguyên Hồng. Với chú ấy tôi quý mến như em trai mình. Theo lời cô bà Hà Minh Kim kể, Lưu Trọng Lư là vô đãng trí tới mức cầu thả, xuề xòa. Một lần buổi tối, ông đi chơi ở đâu đó về, dáng điệu vui vẻ lắm. Gặp bà Hà Minh Kim, ông hề hà. Chị Lan Khai về, thằng Lan Khai nó đâu rồi? Bà Kim nhìn ông không nén được cười. Kìa, anh đi diễn tuồng ở đâu mà môi son má phấn thế kia? Lưu Trọng Lương vội xoay gương rồi ôm bụng cười bò. Khổ quá, chúng nó hôn tôi lúc nào mà tôi không biết. Tôi trêu, người đâu đến lạ, người ta hôn mà cũng không biết, anh không dối được tôi đâu. Lần khác Nguyễn Tuân và Lan Khai rủ nhau xuống thăm Lưu Trọng Lư ở phố Hàng Than. Hôm ấy vợ ông đi nhà hộ sinh, ông đang ngồi bó gối ở nhà giữa hai thằng con. Dáng chừng đang bức bí lắm vì cảnh gia đình. Nguyễn Tuân và Lan Khai bấm nhau, rồi Lưu Trọng Lư đi chơi. Thế là quên cả chuyện vợ đẻ, quên cả việc phải quản hai đứa con, ông mặc thêm một chiếc quần dài nữa rồi khóa trái cửa, nhốt hai đứa con trong nhà, đi ngay với các bạn. Ra đến ngõ rồi Nguyễn Tuân mới bảo, này, thế mày định giam hai thằng nhỏ trong nhà đấy à? Lưu Trọng Lư như sực nhớ ra, cười xòa rồi chạy về mở khóa cho các con. Giữa Nguyễn Tuân và Lưu Trọng Lư là hai tính cách trái ngược, nhưng họ lại sống với nhau rất thân thiện. Trong những người bạn của Lan Khai, tôi quý chú Nguyên Hồng nhất. Cụ bà Hà Kim Minh kể, người có cái răng cảnh đến duyên, chưa nói đã cười. Chú Nguyên Hồng sống phúc hậu, chân tình và đặc biệt yêu quý trẻ con. Hồi ấy cháu Lan Diệp mới lên 3 tuổi, đến nhà là chú ngồi xà xuống chơi với nó, tỉ tê kể chuyện cho nó nghe. Thằng Lan Diệp quý và thân chú ấy tới mức độ còn bắt nạt cả chú ấy nữa. Vậy mà chú ấy chỉ cười, chẳng bao giờ nỡ giận cháu. Một lần chú Nguyên Hồng đến chơi, tôi đang nấu cơm dưới bếp, trên nhà chỉ có thằng Lan Diệp đang ngồi ăn đĩa cốm. Chú Nguyên Hồng đùa định ăn cốm của thằng bé, nó tham quá không cho. Đang chuẩn bị lên nhà thì chú Nguyên Hồng gọi ới xuống. Chị lên mà xem thằng con của chị đây này, nó dám đái cả vào đĩa. Tôi lên, vừa giận con vừa không nhịn được cười. Thằng Lan Diệp nó đái vào đĩa thật. Chú Nguyên Hồng bê cái đĩa lên và cứ thế cười ngất. Sau này hòa bình tôi về Hà Nội, đang đi tàu điện thì gặp chú Nguyên Hồng ở chỗ chợ hôm. Chú ấy bảo, em ở 32 Trần Nhân Tôn, chị đến chơi với em nhé. Rồi chú ấy hỏi thăm, cái thằng đái vào đĩa ăn giờ lớn bằng gần nào rồi? Tôi cười, cái thằng bất chị ấy nó có vợ và con rồi chú ạ, nó vẫn nhắc đến chú luôn, cả nhà tôi lúc nào cũng nhớ đến chú. Theo cụ Hà Minh Kim,
Trong những nhà văn bạn bè của Lan Khai thuở ấy, Nguyễn Tuân là người có cá tính độc đáo nhất. Cách ăn của ông, cách chơi của ông đều rất khác người. Ngồi xuống mâm cơm, ông không bao giờ vội vàng. Ông lấy khăn sạch, lau khô từng chiếc đũa, tỉa tót từng ngọn rau, kiểm tra lại từng thứ gia vị. Một lần nhân có một món nhuận bút, ông rủ cả nhà Lan Khai đến hiệu Cao Lâu để chiêu đãi. Ăn xong nhà hàng trả lại tiền thừa vào cái đĩa. Bà Hà Minh Kim, vốn chưa đi ăn hiệu bao giờ, liền đưa tay ra lấy lại. Nguyễn Tuân gạt tay bà và nói, chị quê lắm, đây là tiền phúc boa, để lại cho bồi, lấy lại làm gì? Bà Hà Minh Kim vừa ngượng vừa hiểu thêm một nét hào hoa của Nguyễn Tuân. Con người như thế mà đến hồi kháng chiến bỗng thay đổi hẳn tính cách. Bà cụ Hà Minh Kim kể, hồi ấy tôi sơ tán ở bên sông Lô, anh Nguyễn Tuân có đến thăm, anh nhờ tôi giặt cho chiếc ba lô. Tôi mang giặt, thấy trong túi áo anh có hai chiếc bánh giày đã mốc, mới cho lũ trẻ ăn. Lúc sau anh ấy hỏi, thế hai chiếc bánh giày của tôi đâu? Tôi bảo, tôi tưởng mốc nghĩ phí quá cho bọn trẻ ăn rồi. Mốc cũng phải giữ lại, lương khô của tôi đấy chị ạ, đi kháng chiến là phải tiết kiệm. Anh ấy nói như thế. Con rể Nguyễn Tuân hồi ấy làm huyện ủy ở gần chỗ tôi sơ tán. Một hôm anh ấy mời tôi xuống cửa hàng Bắc Sơn ăn cơm. Tôi nghĩ chắc công anh chiêu đãi một bữa sang trọng đây. Ai ngờ xuống cửa hàng, anh ấy gọi một quả dứa chấm với nước mắm và ăn cơm với rau luộc. Anh con rể bảo, kìa ba, chiêu đãi bác mà ba lại đàm bạc thế này sao? Anh ấy gạt tay và bảo, ồ, bây giờ phải căn cơ tiết kiệm, không được hoang phí. Đấy, con người Nguyễn Tuân là thế. Kháng chiến đã làm thay đổi cả tính cách, lối sống của ông. Sau này khi khai thông con đường Đồng Văn Hà Giang, tôi được gặp Nguyễn Tuân một lần nữa. Lần ấy có cả Tô Hoài, Chế Lan Viên. Cả anh ấy đều đã như đổi khác, thực sự là những nhà văn cách mạng. Kiếm sống bằng văn. Hẳn không có nhà văn nào không biết câu thơ của Viên Mai. Lập thân tối hạ thị văn chương. Nhưng biết làm sao được, hầu như tất cả những người cầm bút chân chính khi dấn thân vào văn nghiệp, nếu không chỉ vì đã mang cái nghiệp vào thân, thì cũng là vì một cách để kiếm sống. Thường thì hai duyên cớ này hòa trộn vào nhau. Không ai nhịn đói viết văn để mong nổi tiếng, cũng chẳng ai viết chỉ với mục đích làm giàu. Có lẽ Lan Khai là một trong những nhà văn thành thực nhất khi ông hạ mình viết những cái ngoài văn chương. Với những bài báo và cuốn sách viết vội vã theo hợp đồng này, ông thường không ký tên Lan Khai mà ký một bút danh khá kỳ quặc. D.K.G. Của bà Hà Minh Kim kể, lần ấy khi soạn lại bản thảo cho nhà tôi trước khi đem đến nhà xuất bản, tôi thấy ký bút danh là D.K.G. liền hỏi, sao lại ký bút danh thế này? Mãi sau nhà tôi mới cười bảo, cái này đâu phải là văn chương, D.K.G. là để kiếm gạo. Thế đấy chú ạ, trong số các nhà văn thời ấy, có lẽ nhà tôi là khổ nhất, một mình nuôi tám miệng ăn, nên cái gì cũng làm, cốt sao có tiền. Các bạn của nhà tôi thường bảo, thằng Lan Khai nó tham, viết văn mà cứ như đi cày. Nhưng không biết thì đói. Có lần bấn quá, nhà tôi cũng phải đi chạy hàng. Cái năm Nhật nhảy vào, sách báo bán ế ẩm, vợ chồng con cái phải chạy từ Hà Nội về Tuyên Quang. Chúng tôi mở hiệu sách Lan Đình, bán đủ các thứ sách báo. Nhà tôi xoay ra nghề dạy học và đi vẽ truyền thần. Lên mã Hà Giang, Hoàng Su Phì để vẽ. Nhưng tất cả những cái nghề ấy cũng vẫn không đủ sống. Tôi nhớ mãi cái năm cháu Lan Phương bị tai nạn. Lần ấy cháu đi học, bị phấn bảng bay vào mắt. Mấy hôm sau, một mắt cháu sưng húp, thầy thuốc bảo một bên con ngươi cháu bị nổ, không đưa ra Hà Nội gấp thì cả bên mắt kia cũng không cứu nổi. Nhưng làm cách nào để đưa cháu về Hà Nội khi cả ba vợ chồng đều tiền hết gạo không? Bí quá, nhà tôi đành đánh điện về Hà Nội cho một người bạn tên là Côn, nhờ anh vay giúp ít tiền. Thật may hôm sau thì anh Côn gửi tiền lên, thế là một con mắt của cháu Phương đã được cứu khỏi. Sau này tôi biết chính anh Côn cũng không có tiền để giúp bạn, anh ấy đã phải bán quần áo và đồ đạc trong nhà. Chao ơi, một người viết văn trong hơn chục năm, cho in tới hơn 40 tác phẩm như Lan Khai, mà đời sống nhiều phen khốn khó vậy thay. Thảo nào không ít nhà văn đã ngã gục trên trang bàn thảo khi cuộc đời còn quá trẻ mà sức khỏe đã suy kiệt. Trường hợp Vũ Trọng Phụng là một nhân chứng. Nhà văn tài năng họ Vũ trong hơn chục năm trời đã hành trình trên con đường văn học như một cầu thủ chạy nước rút. Càng những chặng đường sau, càng quyết liệt, tài năng càng sáng chói, nhưng đói nghèo và bệnh tật mỗi ngày càng thít chặt. Cô bà Hà Minh Kim nhớ lại cái ngày cùng chồng lên làng láng thăm Vũ Trọng Phụng. Ông nằm ôm ngực, ho trong căn nhà ọp ẹp trên chiếc giường siêu vẹo. Chúng tôi thương anh ấy quá. Cô Hà Minh Kim nhớ lại. Gia đình tôi có một chiếc ghế mây có thể kéo ra nằm được. Nhà tôi mang lên cho anh ấy nằm. Tình cảnh của cụ Thản Đà hồi ấy cũng cơ cực lắm chú ạ. Cụ ấy thuê được hai gian nhà lá ở mạn dưới Ngã Tư Sở, nhưng không có tiền trả tiền tháng. Chủ nhà nó đến lấy cả giường phản.
nhà tôi đến thăm, thấy cụ nằm xoài ra cái chõng để viết. Nghĩ tội nghiệp, nhà tôi mang cho cái bàn ở nhà vào cho cụ viết. Những người tên tuổi tài năng đã vậy, những người mới vào nghề viết thì làm sao sống nổi. Nhưng ngày ban thầy ấy chắc cũng có những lúc sung sướng. Tôi gợi, ví dụ như viết xong một tác phẩm, có tiền nhuận bút cũng phải đưa vợ con đi du lịch một chuyến, như đi Hạ Long, Sầm Sơn, Tam Đảo. Làm gì có chú ơi, ao ước thì có đấy, ao ước được đi Hạ Long, Đồ Sơn một chuyến, nhưng chúng tôi chưa từng được thực hiện ao ước ấy. Không có tiền chú ạ, lĩnh một cuốn sách được vài chục đồng, trả nợ tiền tháng trước là gần hết. Không biết những người khác thế nào, chứ nhà tôi khi lĩnh tiền ở nhà xuất bản xong là ra hiệu sách trước tiên, mua sách rồi, còn đóng bìa ra, gáy mạ cẩn thận, còn bao nhiêu mới đem về nhà. Tính nhà tôi là không có được hỏi chuyện tiền nong, cứ yên lặng mà cầm tiêu thì không sao, chứ hỏi đến hoặc cần nhằn là lại cầm đi dù bạn tiêu cho bằng hết. Tôi biết thế nên chẳng bao giờ hỏi, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nếu thiếu thì chị em tôi lại đành khâu thuê vá mướn. Đấy, thế thì chú đùa biết là có tiền đâu để đi du lịch. Và lại ngày ấy, đi lại đâu có tự do dễ dàng như bây giờ. Phải có thẻ căn cước, lại bị kiểm tra ngặt nghèo lắm. Thời thực dân khổ thế. Trong câu chuyện, không ít lần của Hà Minh Kim đã khóc, những giọt nước mắt dường như tích đọng từ 50 năm trước đây, giờ mới có dịp trào ra. Tôi lại nhớ đến những cái tên sách của Lan Khai, Lầm Than, Mực Mài Nước Mắt. Có lẽ cuốn Lầm Than là một trong những tác phẩm đầu tiên của văn học nước ta viết về những người thợ. Để viết tác phẩm này, nhà văn đã phải nhờ một người ký mỏ là Vũ Đình Mẫn dẫn đường vào mỏ than Xuân Hòa, Tuyên Quang để lấy tài liệu. Ông Vũ Đình Mẫn sau này là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, đã mất cách đây vài năm. Cuốn Lầm Than viết về tình cảnh khốn cùng của những người thợ mỏ, về bọn ma cô chuyên dẫn gái cho bọn chủ mỏ. Khi cuốn sách in ra năm 1936, bọn cai ký và chủ mỏ than Xuân Hòa đã dọa giết nhà văn, khiến một thời gian dài ông không dám về Tuyên Quang. Riêng cuốn Mực Mài Nước Mắt, một cuốn tự truyện, thì ông lại khai thác hầu như toàn bộ cuộc đời của mình, của vợ con để tái dựng lên một thân phận người cầm bút kiếm sống bằng văn. Nhân vật chính của cuốn truyện tên là Khải, một biến dạng của tên Lan Khai. Các nhân vật khác như cô Kim, cháu Diệp là tên thật của vợ và con ông. Rất may là trong số 42 tác phẩm của Lan Khai, gia đình anh Lan Diệp còn giữ lại duy nhất được hai cuốn sách trên. Vừa qua anh Lan Diệp đã gửi vào thành phố Hồ Chí Minh cho nhà nghiên cứu văn học Trần Hữu Tá để làm tổng tập văn học. Có một cuốn sách kỳ công nhất, tâm huyết nhất mà nhà tôi đã bỏ ra hơn 10 năm trời để viết, của Hà Minh Kim kể trong Niềm Nuối Tiếc. Đấy là cuốn sách viết không phải để kiếm gạo, mà thực sự là niềm tâm huyết về văn chương, về cuộc đời. Cuốn sách này chính tay tôi đã chép và sắp xếp lại bàn thảo cho nhà tôi nhiều lần. Đó là cuốn Việt Nam, Người Đi Đâu. Một cuốn tiểu thuyết lịch sử, trong đó có những thế hệ nhân vật xuyên suốt từ thời thực dân Pháp mới đặt chân đô hộ, đến thời phong trào Cần Vương và Đông Kinh Nghĩa Thục, rồi đến các phong trào chống Pháp sau này. Tiếc rằng nhà tôi đã không kịp hoàn thành tác phẩm đó, và càng tiếc hơn nữa là qua những đợt tản cư, những lần di chuyển, tôi đã không giữ được. Đúng là nhà tôi cũng như nhiều nhà văn trước đây, phải kiếm sống bằng văn, phải vật lộn với ngòi bút để sinh kế hàng ngày. Nhưng đâu phải lúc nào họ cũng hạ thấp văn chương đến thế. Họ hiểu rằng chính văn chương đã nuôi dưỡng tâm hồn con người. Văn chương là sự nghiệp của đời họ. Vì thế có những tác phẩm họ đã đánh cược cả cuộc đời. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tác phẩm truyện Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu của tác giả Hoàng Minh Tường. Và cuối truyện cũng là những trải nghiệm, những chia sẻ của tác giả rất chân thành về một người vợ của một tác giả rất nổi tiếng, nhà văn Lan Khai. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe, theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây. Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.